chắc là do cái ông ghi nhốt nó lâu quá. Nó có vẻ như là nó đang giúp mình để mà đi vô từ cái miệng và ra từ cái lỗ đít. Hi, xin chào mọi người, mình là Nam Cun. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình vào Nam Cun, bỏ và My ra một bên, nó đi chơi rồi. Mình vào Nam Cun sẽ chơi Roblox Escape the Pet Store Oppy. Thì hiện tại bây giờ Nam Cun nó đang muốn nuôi thú cưng, nên là mình dẫn Nam Cun đi chó. Vô tiệm thú cưng để mà mua gì ta? Chó. Muốn chó hả? Em thích nuôi con chó hả? Yes, yes, em thích con chó. Con chó, nhưng mà hiện tại vô cái đây rồi mà bất thình lình là cái ông chủ ông lại bật cái đèn, bật cái tia laser lên, mình không thể nào mình ra được. Khi mà mình lại luôn rồi. Khi mà mình ra là mình sẽ bị như thế này đây. Éo bạc. Đó. Thấy không? Không, cái này không gọi là chơi ngu lấy kiến, cái này gọi là cho mọi người biết trước là cái hậu quả khi mà ra bằng đường đó. Mình sẽ không chạy nữa, đâm đầu chui qua cái đó như anh kia rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu tìm đường khác để mà mình trốn rồi, đi thôi Cun. Đi thôi. Ê, khoan, từ nó nói nè, từ. Zoom over the dog bone. Nói chung là hãy nhảy qua khỏi cái cục xương á, chứ đừng có đụng vô cục xương nha. Yes. Đụng vô cục xương là chết á. Rồi đi. Qua chưa, qua chưa. Em mới đụng vô cục xương luôn. Ô vãi. Rồi anh kia chờ em đi, em sẽ qua. Trời ơi trời, nhảy anh ngựa nhảy qua anh chi rồi anh cũng về thành dưỡng sức luôn, thiệt tình chứ. Ai biểu chi hả? Bây giờ lúc cục em là người qua trước anh luôn không? Trời ơi bó tay. Rồi anh qua này easy thôi mà. Rồi đi 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 đi. Sẽ lưu trước bon trước. Ok, lưu trước bon. Đây là cái gì đây? Đây là cái bồn cầu hả? Không phải bồn cầu đâu mà là cái trần nhà nó bị bể ấy. Rác thải này trời, có cái bàn chải nó răng cái kiểu. Đó không phải bàn chải nó răng, cái đó là cái bàn chải chải lông chó. Ờ, đúng rồi. Đó là bàn chải chải lông chó cái chừng chết. Ủa, cái gì vậy? Ôi, cái chừng nó đang bắn cái gì qua nè. Ôi này, cái này thuốc nhuộm hả? Ủa, chạy. Ê, từ. Ủa, nó lắc. Trời ơi, no, hú hồn xi mén. Trời ơi, nó lắc. No. Rồi, qua luôn. Ok, anh qua được rồi. Em qua chưa? Từ, qua từ thôi, coi chừng chết đấy. Rồi, ok. Nó nói là gì đây? Hãy nhìn xung quanh cái căn phòng này và tìm cho được cái búa. Ok, chắc là mình nghĩ cái búa này sẽ nằm trong này. Đây nè, cái búa nè. Ok, anh lấy được cái búa rồi, ra đây đập thôi. Đập nè, mày à bưởi, đập vô đây nè, đủ 10 lần nè, đập vô đây nè. 2, 3, okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, không, đập từ thôi. Okay, vô thôi. Vô. Ok, bây giờ là mình sẽ đi, cứ đi đường bên phải, đi theo anh là Cun. Đó, mấy cái này là anh đi không bao giờ bị thất lạc. Đâu rồi. Ok, anh qua luôn rồi nè, đúng nhanh luôn nè. Ê, sau lưng. Trời ơi, thiệt luôn anh đi cái một là qua liền luôn, em cứ áp dụng cái công thức của anh là cứ đường bên phải mà đi. Ồ, là cỡ nào cũng qua được đi đúng không? Ừ. Yeah, em xem. Ấy. Hầu như là nó đều rất là thành công. Chỉ trừ một trường hợp nó khá là đặc biệt, thuốc nhuộm đó. Trời ơi, đây là nhuộm lông chó hả? Ừ, lông chó nhuộm. Ui. Che banh của con Cún kìa. Né ra coi chừng chết. Rồi xong. Anh Cún. Mới vừa nó cẩn thận là em phi qua rồi. Ủa phải. Ôi, mém chết, chứ sao game này, sao những cái game này bây giờ nó lắc như vậy? Nó lắc kinh khủng luôn. Coi chừng chết. Ôi trời ơi, đấy. Qua luôn, coi chừng. Né rồi, qua luôn đi. Đâu rồi, nó chưa qua mà, đấy. Rồi, ok, yeah. qua luôn. Rồi, hay quá. Ơi, mình sẽ lưu chiếc bon thôi. Ôi, cái gì đây? Hay, ông này gì đây? Nó kêu là, hả? Ôi, có một số cái bậc thang nó sẽ khác những cái bậc thang còn lại. Đây nè, cái bậc thang còn lại nè. Rồi, một thanh niên về đang dưới sức rồi. Oh no. Thôi, nói chung là... Thôi là mình chết rồi. Yes. Ok. Lên rồi. Ok, nói chung là cứ trốn thoát khỏi chỗ này đi rồi anh sẽ dẫn em đi mua chỗ khác. Yes. Anh sẽ dẫn em... anh sẽ dẫn em đi mua ở con chó ở tiệm khác nha. Tiệm này kinh khủng quá. Vô mua con chó mà con nhốt mình. Ấy. Vô mua chó không mà nó nhốt hai anh em. Ủa đâu anh? What the hell? Trời ơi, thiệt tình chứ. Em rớt xuống đây luôn rồi. Anh có cản em đâu, anh đang nhảy đàng hoàng, anh không có đứng lại luôn. Trời cha. Thằng Cun, nó mới gắn thêm cái đuôi két nữa kìa, trời thiệt tình chứ. Đuôi két à, cái này em tưởng là đuôi con ngựa kìa. Trời ơi, đuôi con ngựa hay đuôi két hay là đuôi gà? Mọi người nhìn thử coi nó là đuôi gì, comment phía dưới nha. Trời ơi, nhìn như cái đuôi két. Mọi người hãy comment phía dưới cho mình biết đây là đuôi gì nha. Quay gà, cái gì đây?
có vẻ như là đây là cái bàn à, đúng rồi, bàn chảy cho lông con chó nè, thấy không, anh nói đâu có sai đâu. Ý xì luôn, đây nè, lông con chó nè, đó, lông chó quá trời luôn, lông chó mà nhìn như lông tóc ấy, quá trời heo. Ủa bây giờ mình đi nhảy lên. Ủa con chó không lộ kìa. Em sửa nó ăn đi, bây giờ mình phải đi vô hàng con chó hay sao, hay là bị nó ăn thịt. Còn được, còn đường nào khác không? Nếu như không là bắt buộc là anh với em phải đi vô trong cái miệng con chó đó rồi. Chưa về đã bị con chó ăn thịt. Hey, em chó ừ. Là chắc chắn rồi. Không, con chó này có vẻ hiền nè, nó đang cố gắng giúp mình nữa không? Anh nghĩ sao hiền, có cái hàm răng nó kìa. Thì nó hàm răng nhưng mà con mắt nó nè, không, con mắt nó đúng hiền luôn nè, thấy không? Chắc là do cái ông hiền nhốt nó lâu quá. Nó có vẻ như là nó đang giúp mình để mà đi vô từ cái miệng và ra từ cái lỗ đít. Ghê vậy. Ghê quá. Ok, vô rồi. Ok, mình vô tới bụng nó luôn nè, xương tim nó kìa. Trời, tim nó kinh khủng luôn. Ủa sao mà mình sao mà mới vô đây cái vô được cái xương tim ghê vậy? What the hell? Đáng này phải vô được cái dạ dày với ta. Ồ, vô được rồi nè. Ê, anh nhớ anh giờ mới vô được cái dạ dày đó nè. Khoan, có gì đó nó sai nè. Cool. Anh thấy con chó là nó thường là nó đi ngang đúng không? Nhưng mà sao trong này xương sống của nó là xương dọc? Ok, đây là một phút fan art này là của bạn Hiếu Lê. Bạn đã vẽ cho mình khi mình đang chơi God Simulator. Lúc này là mình đang cầm súng và mình đang bắt giữ những cái con ma. Và con ma đang mặc dù mặt của nó đang rất là giận dữ, không, đang rất là ác độc chứ lộn. Đang ác độc nhưng mà nó vẫn phải cố buộc miệng, nó kêu là help me. Why? Ma biết nói tiếng Anh luôn mới lầy chứ. Cho đã vậy thêm mặt bắt mà biết nói cái việc nữa chứ. Wow, lại được. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn nào có fan art cứ gửi cho phần cá nhân của Facebook, mình sẽ lựa ra và cho lên video hàng nhá. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại game thôi. Thôi cỡ đi, cái nào khó quá bà quay anh ơi. Vãi. Ôi, đi cần luôn á chứ. Rồi, nhảy quá. Ê, xuống, no, cười, khi nào đỡ nó lên rồi nhảy qua đi. Hay quá. Ok, cái này rồi. Thôi. Easy. Rồi, cái này cho như anh kia tìm cho em đi á. Cái okay. Này không biết. Rồi, một cái nè. Hai cái nè. Chết rồi. Hai cái nào cũng như nhau hả? Đậu phòng. Ê, cái này được nè anh. Áo, rồi, chết ngắt. Thấy chưa, em nói. Đậu phòng thì còn chứ. Hai cái mà mình đều mình không tìm được là chắc chắn là mình sẽ bị mình ủa cái bên này bên phải rồi bên trái phải không? Bên đấy, đây đúng rồi. Thế rồi, còn cái cuối cùng. Em thì dẫn anh đi. Trời, thằng okay. Cun nó không nhỏ mà mình nhỏ mới ghê chứ. Bá được. Nó không thể nào kinh được. Đây rồi. Cái đây. Okay. Có chân chết. Đừng chết nha. Ok, okay. Anh qua được. Ôi, cái này được. Easy quá. Mấy cái này là mấy cái hồng cầu của con chó. Ủa? Nè. Anh kia qua rồi nào vậy? Anh qua nãy giờ rồi. Anh là ô, tới được cái ruột già của nó rồi kìa. Từ ruột già là sau đó là mình sẽ đi ra từ rồi. Em chờ anh ấy. Hả? Em chờ anh lúc mà anh quen trước em mất rồi. Chờ đó coi, chờ anh chi. Anh là đi qua đi. Mấy cái này là anh qua cái một. Bây giờ là chuẩn bị tới cái phần thúi nhất của nó đây. Trời ơi, shit. Shit, no. Ok, yes. Và cuối cùng mình cũng đã ra từ cái lửa đi của con. Ủa, mình đang ở đâu vậy? Đấy, ủa? Mình đã ra được tới cái nhà rồi từ cái... Ủa, lửa đi của con chó đâu? Ủa, gì kỳ vậy? Con chó đâu rồi? Mình vô không được luôn rồi. Wow. Bên kia là bên ngoài kìa. Mình xếp ra được ngoài ơi. Nè, qua đây nè. Đúng rồi. Đúng rồi, hay quá, qua đây luôn. Hay luôn. Yes. Bây giờ mình đi đâu đây? Đi đây, qua đây. Tiếp tục nè. Ok, anh qua được rồi, qua chưa? Qua rồi, em qua rồi nè. Cứ. Ok, ra ngoài thử coi. Bình bù. Ồ, mình đã trốn được ra ngoài. Nó này nè, hãy nhanh chóng chúng ta ra khỏi chỗ đây. Yes, và bây giờ mình sẽ chạy thôi. 3, 2, 1, thôi chạy luôn đi đến chi cho mệt, không biết nữa. Ủa, mình tưởng có chạy nhanh chứ. Oh man, trời, bây giờ nó mới chạy nhanh. Oh, no. Trời ơi, speed run, what the hell, speed run này là đuối rồi. Anh ơi, sao em chạy trong ru vậy? Anh tới rồi. What? Cái này em không hiểu rồi đó. Ê, anh chạy nhanh rồi em chạy chậm quá à. Em nhảy lên cái, ôi, có nhạc, no. Rồi, thôi xong rồi, em chết rồi. Đâu rồi? À rồi, mới vừa nói xong anh chết luôn. Ủa,
À, thiệt tình luôn, chết thiệt luôn. Ồ, vãi. Ờ, phải nhảy là cái màu vàng đó mà mới... Ồ, thôi không, 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 không phải nhảy, không phải nhảy. Không phải nhảy, không phải nhảy, mà là đụng á, chứ không phải nhảy đâu. Phải đụng cái màu vàng mình mới chạy nhanh được. Đúng rồi. Yes. Chạy con chó đâu vậy? Con chó đâu nó xua vậy? Yes. Quá hiểu. Quá thôi. Quá chưa, từ từ, từ từ, từ. Rồi qua vô kia luôn, vô kia, vô đây nè. Ờ, ok, yeah, win rồi. Mình yes. Qua được. Hay quá, ok, à. Và bây giờ là đi tìm cái kiệm khác mua thôi em, chứ kiệm này nó mất dạy quá, không nó không ổn rồi. Nhốt, nó nhốt hai anh em mình trong này luôn rồi. Ờ, thì cần chứ. Đó, tự tin được luôn. Quá rồi. Yes. Ok, để mình với thằng Kun đi dạo xung quanh chỗ này coi có gì hot không. Lấy cái này nè em, Cái nào anh? Này đó, cứ đụng vô một cái là được. Rồi, xe em. Rồi, lấy. Mắt luôn được không? Nè, đụng vô speed pass luôn, để đi cho nó nhanh. Ui, ở đây có thằng làm ra game nè, có thằng tác giả của game nè. Đó, lúc là lúc over T in the sky. Ôi, ơi trên kia có cái gì kìa. Ôi, bạn nào chơi Phoenix là sẽ biết cái game này liền luôn. Lên đây cool, lên đây. Ủa em đâu rồi? Cái này để làm sao đi anh? Bấm số 1 để bay lên. Chù chà. Bấm im phím 1 luôn đúng không? Bấm số 1 để chọn nó rồi bay lên thôi. Ok. Không, nhưng mà trước khi em phải chọn nha. Nó. Ừ, rồi, bấm số 1. Rồi bấm số 1 rồi nhảy lên. Bấm số 1 rồi lít chuột. Ồ. Lít chuột chưa? Rồi bay lên đây okay. Nè, bay theo anh nè, trên này nè. Đó, rồi. Trên này bạn nào chơi Phoenix rồi sẽ biết cái này. Wow. Rồi. Anh ơi. Đây nè. Ôi, té. Ồ. Có một cái xe trên trời luôn nè. Xe buýt trên trời nè. Chính xác nó đó. Đấy, em đang lên theo anh đây. Ok, wow. Và mình đã tìm được một cái bát tiếp theo luôn. Yes. Cái bát ở World. Oh, hay đi chứ. Thanh niên làm ra game này mà rõ nó gợi ý cho mình luôn nè, không? Hãy nhìn rồi. Lên bầu trời là sẽ wow. Thấy được cái khúc này. Kính đất. Đẹp quá luôn. Ủa, em đâu rồi? Là Quyên. Quyên một cái khu mà ông ta đã nhốt mình và anh kia trong này đây. Ok, dừng clip đi em. Ok, thì mình và anh kia sẽ dừng clip đây thôi. Nếu mọi người thích thì hãy like, share và đừng quên subscribe channel của hai anh em mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.